Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản online hẹn hò. Hôm nay chúng ta sẽ cùng kết nối để những cặp đôi họ sẽ đến với nhau để tìm hiểu nhau và biết đâu duyên lành sẽ đến với họ. Quyền Linh, online hẹn hò sẽ kết nối những cặp đôi online. Mọi nơi có thể đăng ký đi, tìm kiếm một nửa mảnh ghép của mình. Đừng ngại ngùng gì cả, hãy đăng ký với tôi. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ kết nối với cặp đôi đầu tiên. Yến có chơi môn thể thao nào không? Dạ, em có tập võ karate ạ. Võ hả? Quá dữ dạ, luôn. Dạ, em tập karate, hiện tại em đang là đại đen của karate ạ. Oh my god. Hiện tại em đang là đại đen của karate ạ. Là đại đen của karate ạ. Xin cho chúng tôi kết nối với bạn nam ạ. Em là Nguyễn Lê Khang, năm nay em 32 tuổi. Và em hiện tại em đang là nhân viên văn phòng và đang làm ba tại chỗ trong khu vực công viên phần mềm Quang Trung ạ. Ưu điểm của em thì em là người mà chuyên năng, cẩn thận, tỉ mỉ. Thì cái này là nét đặc trưng của người Huế rồi. Còn khuyết điểm của em là đôi khi thì em không có được nhanh nhạy cho lắm. Nhưng mà em thì lúc nào em cũng lấy những cái là ưu điểm của mình để bù lại cái khuyết điểm kia, để hoàn thành một công việc một cách tốt nhất nè. Chào anh Nam. Dạ em chào anh Linh. Rồi, xin chào bạn gái. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mình tên là Phan Thị Yến. Mình xin đăng ký đến tại thành phố Huế, Quảng Trị. Và mình hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình làm nhân viên văn phòng trong một cơ quan nhà nước. Nhận xét về bản thân mình thì mình là một người kiên nhẫn, tỉ mỉ và hiền lành. Một điểm thì không giỏi nấu ăn cho lắm. Quan điểm của mình về tình yêu thì là do hóc môn của con người, nhưng mà một mối nhân duyên lâu dài thì sẽ phụ thuộc vào tình nghĩa, thói quen và sự tin tưởng giữa hai người. Một cái phương tiện để đạt được điều đó thì sẽ là nhờ sự giao tiếp và sự giao hiểu lẫn nhau. Hạnh phúc là điều mà bạn làm, điều mà bạn nghĩ và điều mà bạn nói hài hòa với nhau. Mình hy vọng tham gia chương trình thì sẽ tìm được những người phù hợp. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chương trình và chào bạn nam bên kia ạ. Khang ơi, Yến nói tiếng Huế như thế thì Khang có nghe rõ không? Em cũng là người gốc Huế mà anh. Ủa vậy hả? Có thể là nghe hiểu được giọng Huế à? À, người gốc Huế luôn hả? Hay quá, vậy là đồng hương rồi. Ngoài những cái ưu điểm đó rồi, Yến có chơi môn thể thao nào không? Dạ, em có tập võ karate ạ. Võ hả? Quá dữ dạ, luôn. Dạ, em tập karate, hiện tại em đang là đại đen của karate ạ. Oh my god. Hiện tại em đang là đại đen của karate ạ. Là đại đen của karate ạ. Úi trời đất, vậy là bạn trai coi chừng nha. Đại đen rồi đó. Kinh khủng chưa? Em nghe Yến có võ, em có lo không? Em không có lo anh ơi, tại vì lúc trước thì em cũng học karate rồi anh. Với lại em là gần đây em có học bắn cung nữa, cho nên là em không có lo, em cũng không bị hết rồi. Được á, hai người cùng học võ hay đó. Bây giờ mình nói một chút xíu đường tình duyên của mình cho Yến nghe đi Khang. Em thì trải qua hai mối tình nè. Mối thứ nhất đó thì cách đây khoảng tầm 3 năm. Em thì mới vô làm thì công việc của em nó không có ổn định, nó hơi bấp bênh một chút. Thì bạn nữ bên kia thì cảm thấy không yên tâm, cho nên cũng chủ động chia tay em. Mối thứ hai thì sau này thì em có công việc ổn định rồi, em cũng làm thêm một vài cái công việc thứ hai nữa. Nhưng mà do là cái công việc thứ nhất, công việc chính thì ok rồi, nhưng mà cái công việc mà làm thêm của em thì thấy cũng hơi bấp bênh, cho nên bạn nữ cũng không đồng ý. Rồi vậy là hai mối tình rồi ha. Còn bên Yến, đường tình duyên Yến thế nào? Em thì các bạn thì cũng có quá hai mối tình. Thì lần thứ nhất là ở năm cấp 3 thì em có crush một bạn. Đây là một mối tình đơn phương ạ. Sau đó thì hết. Thì vào đại học thì đến cuối năm 4 em có quen một người nữa. Thì vì tình em thì hơi ngại, em giao tiếp cũng không tốt nữa, cho nên là cứ một quan hệ mập mờ trên tình bạn giữa tình yêu. Trên tình bạn giữa tình yêu.
và cụ thể thì sau một khoảng tầm 3-4 tháng như vậy thì cũng dân nhạc bởi cái hứng thú đó, cái thú vui đó, và không có tiếp tục đi chơi với nhau nữa từ đó tới giờ. À, như vậy là chúng ta cũng đang nghe về cái đường tình duyên của hai bên rồi. Bây giờ thì Yến muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình với tiêu chí như thế nào? Về tiêu chí thì em không có cố định sẵn một cái tiêu chí cứng nhắc nào cả, nhưng mà em vẫn mong thì bạn đó có thể là cao hơn em một xí. Thế là em có 1m63 thì bạn đó có thể cao hơn 1m63, 1m65 như để cũng được ạ. Nên nếu như mà bạn nào bên kia là người gốc Huế thì là cao hơn ạ. Ít nhất cũng có thể hiểu được nhau, có thể về quê cùng nhau thì cũng thể cùng cũng sẽ là vui. Em có trong một người con trai mà họ có trí tuệ và ý chí vươn lên lập nghiệp ạ. Dạ, thế thôi ạ. Mời bạn Khang nói về hình mẫu của mình đi. Hồi còn đi học thì em có một idol là Lý Đức Thủ, thì em cũng mong sao là một nửa của mình về ngoại hình thì có con mắt giống idol của em, mà nếu mà hát hay thì càng tốt. Về tính cách thì do là em có hai mối tình chia tay đều có liên quan tới chuyện tiền bạc á, cho nên em muốn là sau này á, cái chuyện mà tiền bạc á thì hai bên phải thống nhất rõ với nhau là nên làm gì, nên làm như thế nào. Tại vì trong cái thời buổi hiện tại á thì tiền bạc nó cũng là cái yếu tố quan trọng. Tiền bạc nó cũng là cái yếu tố quan trọng. Để hồi mình nhìn nãy đôi mắt có giống idol của bạn Khang không nha. Trước khi hai bạn gặp mặt nhau thì chúng tôi sẽ có 4 câu hỏi để xem cái độ trùng khớp, cái độ hiểu ý nhau của các bạn như thế nào. Mình khảo sát thôi nha. Câu hỏi đầu tiên, sau khi hết dịch, địa điểm đầu tiên bạn thích đi đến là nơi nào? A là phố đi bộ Nguyễn Huệ, B là phố Bùi Viện. Hết. Yến thì thích A, thích đi bộ phố Nguyễn Huệ, còn Khang thì thích Bùi Viện. Tại sao mình thích đi bộ phố Nguyễn Huệ? Em thấy ở đó đúng người và mọi người vui vẻ với nhau, không có nhiều kiểu mình có thể đi dạo được bình thường và không phải bị tiếng nhạc quá nhiều. Ở phố Bùi Viện thì em thấy nhạc sụp sinh quá và nhiều lúc quãng này nó tròi quãng kia, thực sự nó rất là đau đầu luôn nhỉ. Còn Khang, thích ồn ào hả? Thích âm nhạc hả? Thì theo em được biết thì người gốc Huế là người Huế thì thích yên tĩnh, nhưng mà do là em ở Sài Gòn cho nên là nó hơi sôi động một chút. Với lại phố đi bộ Bùi Viện thì có nhiều tay hơn, tập trung là những người ở những cái quốc gia khác, cho nên em cũng mong muốn là hay là trò chuyện với họ để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình. Em cũng đã từng đi đó một lần rồi, thấy là mọi người nước ngoài đó hầu như là đều rất là cởi mở. Vậy thì là mình đi qua phố Nguyễn Huệ trước, rồi cái chút xíu mình chơi tiếng đồng hồ mình đi vòng qua Bùi Viện. Thôi em cũng có thể sẵn sàng để anh dẫn em đi chơi để khám phá được hiểu nhiều hơn về Bùi Viện, chứ thật sự Bùi Viện em cũng đi chưa nhiều. Rồi hy vọng qua dịch chúng ta sẽ được đi tiếp ha. Câu số 2, bạn thích cùng người yêu làm gì vào cuối tuần? A là đi xem phim, B là uống cà phê. Bạn Khang thì thích đi xem phim, bạn Yến thì thích uống cà phê. Đi xem phim hay hơn hả Khang hả? Em thì đi xem phim ở đó thì có cái hiệu ứng âm thanh nó sôi động, thì như em đã nói là em là người thích sôi động thôi, thì em nghĩ là cũng nên đi xem phim trước rồi đi uống cà phê sau. Nói chung là Yến muốn thư giãn thì em cũng sẽ chiều Yến thôi. Vậy là Yến nghiện uống cà phê đúng không? Dạ em là thực sự ngày nào em cũng phải uống cà phê hết ạ. Còn nếu như mà bạn trai thích xem phim hơn thì có thể là đi xem phim rồi đi uống cà phê sau cũng được ạ. Ủa chị Khang biết uống cà phê không Khang? Nói thật là em hơi bị nghiện cà phê á anh. Thì em có thể là uống cà phê không đường. Wow. Với em là cà phê là bắt buộc phải không có đường cho em mới uống được. Mà phải càng đắng thì em càng thích. Rồi chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Bạn không thích làm việc nhà nào sau đây? A rửa chén, B là lau chùi vệ sinh. Rồi chật lấp nữa. Khang thì A, Ý thì B nữa. Sao Khang không thích rửa chén? Khang rửa chén nhẹ nhàng mà. Không chính vì nhẹ nhàng cho nên sau này cưới vợ mới nhường cho vợ làm, còn những việc nặng nhọc thì em làm anh. À hay. Rửa chén nó nhẹ nhàng hơn Ý hả?
lau chùi nhà vệ sinh nó cứ khó khăn hơn hả, vất vả hơn hả? Dạ đúng rồi đấy ạ. Thôi chuyện nó để cho Khang làm ha. Bây giờ mình còn câu cuối cùng để xem bạn nghĩ gì về cuộc sống độc thân. A là cô đơn, B là tự do. Ô, chúc mừng. Lần đầu tiên trong 4 câu hỏi hai bạn đã có một đáp án trùng khớp với nhau là B là tự do. Có vậy là các bạn khoai thích tự do đúng không? Nói thì thôi chứ đôi khi mà ai đang có cặp em cũng buồn lên đây. Với lại nếu mà mình quen nhau á, nếu mà mình được đi đây đi đó, đi du lịch cùng nhau á, thì cũng là được coi là tự do á. Vậy thì cả hai ế là đúng rồi, hai cũng thích tự do mà. Suy nghĩ của em thì thường hơi khác người một xí, em tự nhận thấy là em hơi khác người một xí luôn á. Cho nên là em cảm giác là khi mà có một người bên cạnh em là như lúc là cái suy nghĩ của mình như vậy, nhưng người khác không nghĩ như vậy, cảm giác mình bị gò bó vậy. Thì đương nhiên thì cũng có nhiều lúc cũng cần một nhiều lúc yếu đuối trong lòng thì cần một bờ vai vững chãi bên cạnh thì vẫn sẽ tốt hơn ạ. Dù sao đi nữa thì cũng có một chút hiểu nhau ha. À. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp mặt nhau để xem cảm nhận thế nào về người chưa bao giờ được gặp mà nãy giờ chúng ta đã nói chuyện ha. Xin mời phòng kỹ thuật hãy cho chúng tôi kết nối bạn Khang với bạn Yến nào. Mình nói cảm nhận của mình khi mình gặp Yến đi Khang. À, thì nói chung là mắt hơi to so với idol của em nhưng mà không sao anh. Hy vọng là Yến hát hay như idol là được rồi. Ủa cho em hỏi anh, idol của anh là ai vậy? Idol của anh là ca sĩ Lương Đức Thủ. Em ở quận mấy? Em hiện tại đang ở quận Bình Thạnh. Với lại ở Bình Thạnh thì anh biết có mấy cái quán mà cà phê mà cái view là sông á, sông Sài Gòn thì nó cũng đẹp lắm. Em là người Huế chắc là em thích mấy cái view mà hay sông, như là mấy cái cảnh mà đồ sông nước gì không? Ờ, gần chỗ em thì cũng có một vài quán cà phê đẹp nhưng mà chỉ thiếu người đi bên cạnh thôi anh. À, hay quá. Anh thì anh cũng đang cần tìm người đi cùng. Thì không biết là hết dịch thì mình có thể là đi uống cà phê không? Anh nghĩ là nếu như mà mới đầu gặp thì mình đang đi uống cà phê trước. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ có vài câu hỏi để các bạn cùng trao đổi nhau để chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn. Câu hỏi đầu tiên, điều gì khi đối phương làm mà bạn thấy cảm động nhất? À, ví dụ như là trong công việc đi, ví dụ em làm việc nhiều quá em bị stress chút. Đôi khi mà bạn nữ mà nhắn tin á, mà em không trả lời liền á, thì thay vì trách móc mà chỉ cần hỏi như câu thôi là anh có mệt không? Thấy anh không trả lời cái công việc anh nhiều quá hả? Thì cái đó là cái lúc mà em thích nhất. Đó thì nói thật là trước giờ chưa có ai mà nói em như vậy. Vậy Yến nhớ nha Yến, nếu mà gặp mà Khang hay Yến là anh có mệt không nha. Nếu như vậy thì em sẽ cố gắng nhớ để nhận việc đấy. Thôi thì nếu mà mình không thấy lời nói mình thì mình hành động cũng được. Lời nói thì anh cảm động 1, chứ hành động thì anh cảm động tới 10 rồi em ơi. Vì em cũng không có nhiều kinh nghiệm cho nên thực sự em cũng không biết là em sẽ cảm động đi những thứ gì. Con người của em cũng khá khô khan cho nên em cũng không nghĩ ra được là em sẽ cảm động vì thứ gì luôn ạ. Hiện tại thì em cũng vẫn mong muốn được tìm hiểu một năm quen một người mới. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Khi đang nhắn tin mà người ấy kết thúc một trò chuyện bằng tin nhắn chúc ngủ ngon, nhưng vài tiếng sau bạn ấy lại phát hiện người ấy vẫn còn online, bạn sẽ làm gì với cái thái độ đó? Nếu là em thì cũng bình thường thôi. Tại vì thường xuyên em cũng như vậy, tức là cái kiểu như lúc mà có thể em đã chuẩn bị đi ngủ rồi nhưng mà sau đó là có một tin nhắn công việc hay là một tin nhắn một người thân quen họ nhắn tin em thì em vẫn on và tiếp tục nhắn tin tiếp. Thì em nghĩ là ai rồi cũng có những cái giây phút riêng tư á, cho nên khi mà chúc ngủ ngon rồi nếu mà bạn đó chưa ngủ thì thôi mình ngủ trước, rồi hy vọng là sau này bạn đó chúc cho bạn đó ngủ cũng sẽ ngủ ngon như mình. Yeah. Bây giờ sẽ tiếp tục một câu hỏi thứ 3. Kể ra 3 cái tật xấu của bạn mà bạn muốn đối phương thông cảm với mình. Dạ em có một tật xấu là em thường là sẽ khá nghiền công việc của em, tức là em có thể hay mang việc về nhà làm khiến những người bên cạnh em là cảm hôm nay như con điên, nó không có kiểu kết nối với nhiều người á, kiểu em sống giống như em sống với công việc luôn á. Tật xấu thứ hai thì
em bị uống bia, em bị uống rượu. Không hiểu có đó có thể là thật xấu hay không, nhưng em chỉ biết uống nhưng không phải nghiện. Nhưng mà em bị uống, nhưng mà có thể trong mắt nhiều người thì có thể con gái như vậy thì hơi không ok lắm. Không biết anh bên kia nghĩ sao về việc con gái có thể uống bia và uống rượu? Thì nói thật là trong cái nhóm bạn của anh thì bạn nữ nào cũng biết uống bia uống rượu hết em ơi. Em thì chắc là không bằng mấy người đó đâu, cho nên em có thể yên tâm về vấn đề này. Cái thứ ba có thể anh giao tiếp hơi tệ, cho nên là việc trong nhiều lúc em bức xúc, em tức là em có cái tâm trạng rồi cảm xúc mà nó quá tiêu cực ấy, em sẽ thường sẽ off như này, off như này, không ai liên lạc được, không làm, không gọi được cho em, không nhận tin được cho em, không gặp em ở bất kỳ nơi nào trên mạng xã hội, không thể tới phòng và gõ cửa gọi em dậy được luôn, thì cũng hơi tự kỷ một xí. Còn anh trai anh có thật sự gì anh có thể kể cho em nghe vậy ạ? Anh thấy là trong ba tháng sáu mình đã có chắc là hai điểm giống nhau, do là cái công việc của anh thì công ty không có cho sử dụng phone trong lúc làm việc, vì cái tính chất bảo mật á, cho nên nhiều khi á anh nhắn tin á thì anh cũng không có trả lời liền được, mà đôi khi là cả ngày hôm đó anh không trả lời luôn, tại vì khi anh làm mệt quá xong rồi anh về anh chỉ muốn ngủ thôi, và thậm chí là có thể đầu qua ngày mai là anh cũng phải quên là có người nhắn tin anh luôn. Nói chung là dạo này thì não anh hơi tới vàng chút, thì không biết là em nghĩ sao. Đúng rồi, hay như vậy thôi, kiểu cùng nhận tính cùng sẽ hơi lơ là một xíu. Em thấy như vậy thì mình phải giữ được cái sự cân bằng giữa công việc và cái thế giới bên trong của mình nó được thoải mái thì vẫn là tốt nhất. Còn cái thực khẩu thứ hai á, thì anh thì rất ít khi mà nhậu, mà một khi mà nhậu thì anh nhậu cũng hơi nhiều. Thì anh thấy là này, ở đây là hầu như là các bạn nữ là đều không thích cái vấn đề này. Nếu như mà anh nhậu thì trường bình thường thôi, thì mình đi chơi với bạn bè hoặc đi gặp đối tác công việc thì việc nhậu thì là cũng không thể nào tránh được, thì cần mình biết dừng đúng lúc. Tôi nghĩ dừng đúng lúc là sẽ tốt nhất ạ. Còn vấn đề thứ ba, ngoài não cá vàng ra thì đôi khi cũng đi hơi chạy hơi chậm, có nghĩa là người ta nói mà mình không có thể làm ấm bắt kịp được cái ý của người ta, thì không biết là em nghĩ như thế nào. Anh yên tâm là em có thể tiếp nhận nói chuyện với anh. Rồi, bây giờ vậy nè, các bạn sẽ có 2 phút để nói những cái suy nghĩ, những cái cảm nhận của mình về cái cuộc nói chuyện từ nãy giờ với người đối diện, sau đó chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình. Em thấy anh khá có vẻ hiền lành, và em không biết là anh có, em cảm giác là anh có hơi cục tỉnh hay không. Em đây là nói cảm giác của bản thân mình thôi, thì em nghĩ anh là một người có thể tin tưởng được, chỉ thế thôi ạ. Ngược lại ha, thì em thấy ý là cô gái rất là chững chạc. Em nghĩ là sau này nếu như mà em gặp bất lợi gì á, như là trong công việc hoặc trong bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống á, thì em nghĩ là Yến có thể là đứng sau động viên hoặc là có thể là hỗ trợ cho em. Thì cái đó là em cũng đang cần, cái điều cần có ở một cái người là bạn nữ. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quyết định nha. Các bạn chuẩn bị biểu tượng đi. Anh Quỳnh Linh sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu các bạn đồng ý hẹn hò thì chúng ta đưa lên. Còn nếu không chúng ta sẽ đưa lên biểu tượng là những người bạn. 1. Các bạn thì cũng có qua 2 mùa tình. Thì lần thứ nhất là ở năm cấp 3 thì em có crush một bạn. Thì vì tình em thì là hơi ngại, em giao tiếp cũng không tốt nữa, cho nên là cứ một quan hệ mập mờ trên tình bạn với tình yêu. 2. Do là em có 2 mối tình chia tay đều có liên quan tới chuyện nhà tiền bạc á, cho nên em muốn là sau này á, cái chuyện mà tiền bạc á thì hai bên phải thống nhất rõ với nhau là nên làm gì, nên làm như thế nào. Tại vì trong cái thời buổi hiện tại á thì tiền bạc nó cũng là cái yếu tố quan trọng. 3. Đưa lên nào. Ồ, tại sao vậy? Em cần điều gì? Em ngại là vì trong cái cách nói chuyện của anh Kháng thì có vẻ như anh khá có trọng chuyện tiền bạc, trong khi thực sự em thì cái công việc của em, như em đã nói là em rất thích công việc này, không phải là vì vấn đề tiền bạc. Chuyện kinh tế của em không có như những người họ vào đây để kiếm tiền là chính, thì em hơi khác.
nên em sợ cái chuyện tiền bạc bằng nám khá là có trọng, nên em không muốn phải cái xích mích gì ở đó. Nếu như mà tiền bạc không thỏa mãn được thì cái mối quan hệ đó cũng sẽ không có ổn định được. Anh nghĩ ý hiểu lầm Khang đó. Thật ra là ý của anh á, thì anh không có quan trọng là em kiếm được bao nhiêu tiền. Tại vì á, thì cái phần người kiếm tiền á, là thường là ông lo. Thì cái ý của anh á là ví dụ như là sau này á, ý anh muốn á là này, nếu như mà anh gặp khó khăn gì á, ví dụ như anh làm ăn thất bại hay như thế nào đó, thì em có thể thông cảm cho anh được hay không. Tại vì hai mối tình trước thì họ không có thông cảm cho anh. Thì ý của anh là chỉ như vậy thôi, chứ không phải là anh quan trọng là kiếm được bao nhiêu, hoặc là anh đặt một vấn đề tiền bạc quá. Thì em cũng biết đó là mình là người gốc Huế mà. Người Huế thì lúc nào mình cũng phải cố gắng hết sức để mình mang lại cái cuộc sống là tốt nhất để cho mình. Ý anh có muốn hỏi em có thể là tin tưởng anh được hay không. Ý anh là chỉ là như vậy thôi, chứ anh không có thể là gì hết. À, thì chắc là em hiểu nhau chị anh. À, không sao. Ý có muốn thay đổi quyết định của mình không? Em sẽ thử một lần. Anh cảm ơn. Cảm giác Khang thế nào Khang? Chúng thì em cũng ban đầu em cũng hơi bất ngờ về quyết định của Yến. Tại vì ban đầu thì tụi cha em nói chuyện với nhau rất là ăn ý, nhưng mà chắc là chỉ là về một chút hiểu lầm thôi. Nhưng mà không sao, tại vì anh nghĩ là sau này á thì sẽ có những cái vấn đề khác, thì anh nghĩ là ở đôi bên cần mà bàn bạc nhau rõ hơn một chút. Anh rất là vui khi mà được kết nối hai bạn để chúng ta có thể chia sẻ những cái khó khăn trong mùa dịch này. Cảm ơn các bạn, chúng tôi sẽ để các bạn kết nối với nhau sau. Còn bây giờ thì chúc các bạn thật nhiều may mắn, hạnh phúc, và chúng ta sẽ có một mối tình đẹp các bạn nha. Chào các bạn. Em cảm ơn anh Tân ạ. Em cảm ơn anh Tân Linh. Cảm ơn Linh và chương trình.